Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một cái danh sách trắng để nhận được một token NFT Lemon Messi như các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở cái link form các bạn, thì bấm vào research được. Rồi các bạn địa chỉ email mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm research nè các bạn. Ok, này đó. Thì chương trình này còn 3 ngày nữa end nha các bạn. Phần đây các bạn mới email con, giờ mail cũng fit lắm các bạn. Rồi các bạn chờ xíu nha các bạn. Ok, vậy là không có mail rồi các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng với cái kia. Stacking from the Tennessee. Chỉ dí mình. Rồi sau đó bạn bấm vào Connect Wallet nha các bạn bấm vào Connect này. Kết nối với MetaMask này. Rồi bấm vào kết nối này. Lỗi vậy. Nếu bị lỗi thì các bạn Connect lại các bạn và vào dí nha. Connect này. Connect với MetaMask nha các bạn. Các bạn bấm kết nối nha các bạn. Rồi các bạn mở ra. Ok, nếu connect lâu quá thì bạn copy cái này nè. Các bạn trở về địa chỉ MetaMask của mình nè. Đâu connect được chứ ta. Rồi xong như đây các bạn chọn ví Ethereum Mainnet nha các bạn. Nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào trình duyệt nè. Dán vào mình kết nối thôi các bạn. Rồi sau đó đi sơ lên cái. Đăng nhập lại. Rồi. Các bạn nhập vào ba gạch cùng nè. Nhập vào phần dí nè. Kết nối nè. Rồi bạn chấp nhận điều khoản, các bạn điền email luôn. Sorry các bạn, verify mail các bạn. Rồi bạn bấm verify mail các bạn. Rồi nó có email gửi về không ta. Này sao khó quá. Rồi nếu không có thì bạn điền địa chỉ email của bạn vào chứ. Rồi bấm verify mail luôn. Rồi tí nữa. Ok vậy mình đã connect với thành công rồi các bạn. Thì sau này mình sẽ cập nhật dự án này tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.